Xin chào các bạn khối 7 trường Trung học cơ sở Hậu Giang đã đến với bài giảng trực tuyến ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài số 7 The Work of Work, phần A4, phần A4. Trước khi vào bài học mới thì ta sẽ điểm lại bài cũ. Hôm trước ta đã tìm hiểu về các ngày lễ trọng đại, thì sau đây ta sẽ có một bài tập phân chia các ngày lễ ở trên cái phần khung ở trên đây ha mấy bạn. Và sẽ chia các ngày lễ vào các quốc gia có tổ chức những ngày lễ ấy. Thì chúng ta sẽ có một phút để làm và sau đó cùng sửa bài. Một phút của mấy bạn, bắt đầu. Ok, ta cùng sửa bài nhé. Thì đầu tiên chúng ta thấy 4 of July, ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập đúng không ạ? Ngày quốc khánh của nước Mỹ, cho nên chúng ta sẽ sắp vào Mỹ. 4 of July. Tết Holiday tất nhiên sẽ ở Việt Nam mà đúng không các bạn? Cho nên chúng ta sẽ sắp qua Tết Holiday in public holiday. Vietnamese public holidays. How about 2nd of September? Over here. Ở bên Việt Nam các bạn, ngày 2 tháng 9 là ngày lễ quốc khánh của Việt Nam chúng ta. Christmas tất nhiên sẽ là Born American. Tiếp tục summer vacation thì cả hai quốc gia đều có kỳ nghỉ hè ha mấy bạn. Summer vacations. Easter lễ phục sinh. American public holidays. Thanksgiving American public holidays too. And 30th of April, 30 tháng 4, đúng rồi, của bên Việt Nam ha các bạn. Rồi như vậy là phần review của chúng ta đến đây thôi ha mấy bạn. Chúng ta sẽ bước vào bài kế tiếp của ngày hôm nay, bài mới của ngày hôm nay. Như trên tiêu đề, ta sẽ học phần read. Và để nắm rõ được bài đọc thì ta sẽ đi sơ qua phần từ vựng sẽ xuất hiện trong bài đọc đó. Đầu tiên chúng ta sẽ có period. Period, tiết học ha mấy bạn. Tiếp theo sẽ là review. Review, ôn tập bài, bài đã học giống như lúc nãy chúng ta đã làm ha mấy bạn. Review. Tiếp tục là lazy. Lazy, lười biếng. Keen. 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 Chúng ta nhớ có hai âm e mấy bạn, cho nên kéo dài ra một tí ha mấy bạn. Sẽ là keen. Keen, say mê, sôi nổi. Tiếp tục là typical. Typical, tiêu biểu, điển hình. Và cuối cùng là definitely. Definitely, definitely, chắc chắn ha mấy bạn. Chúng ta sẽ cùng đọc lại ha mấy bạn. Đầu tiên, number one. Period. Period. Review. Reviewed. Lazy. Lazy. Keen. Keen. Typical. Typical. Definitely. Definitely. Ok, chúng ta sẽ có một phút để chép bài nha mấy bạn. Thank you.
Ok, chúng ta sẽ bước vào bài đọc ha mấy bạn. Trước hết ta sẽ đọc sơ qua bài đọc này nhé các bạn. Many people think that students have an easy life. We only work a few hours a day and have long vacations. They don't know we have to work hard at school and at home. Take a look at a typical grade 7 student like Hua. She has 5 periods a day, 6 days a week. That is about 20 hours a week, fewer hours than any workers. But that is not all. Hua is a keen student and she studies hard. She has about 12 hours of homework every week. She also has to review her work before tests. This makes her working week about 45 hours. This is more than some workers. Students like Hua are definitely not lazy. Ok, chúng ta sẽ đọc lại một bài này thêm một lần nữa, bài đọc này thêm một lần nữa nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau. A, B, C và D ha mấy bạn. A, why do some people think that students have an easy life? B, how many hours a week does Hua work? Is that fewer than most workers? Câu B mấy bạn lưu ý là sẽ có hai vế ha mấy bạn, tương tự như câu C. How many hours a week do you work? Is that more or few hours than Hua? And D, does the writer think students are lazy? Vì trước tiên chúng ta sẽ đọc bài này lại một lần nữa nha các bạn. Many people think that students have an easy life. We only work a few hours a day and have long vacations. They don't know we have to work hard at school and at home. Take a look at a typical grade 7 student like Hua. She has 5 periods a day, 6 days a week. That is about 20 hours a week, fewer hours than any workers. But that is not all. Hua is a keen student and she studies hard. She has about 12 hours of homework every week. She also has to review her work before tests. This makes her working week about 45 hours. This is more than some workers. Students like Hua are definitely not lazy. Và ok, các bạn sẽ có 2 phút để tìm ra câu trả lời và sau đó đưa ra đáp án. Rồi chúng ta sẽ cùng sửa bài nha các bạn. Và 2 phút của chúng ta đã trôi qua ha các bạn, bây giờ mình cùng sửa bài nhé. Và ok, đến với câu hỏi đầu tiên ha mấy bạn. Câu A, why do some people think that students have an easy life? Thì dựa vào cái đoạn đầu tiên mấy bạn, chúng ta sẽ thấy được câu trả lời là we only work a few hours a day and have long vacations. Cho nên đáp án sẽ là because. Chúng ta có câu hỏi là why, là tại sao, cho nên chúng ta phải trả lời lại là because. Because they think students only work a few hours a day and they have long vacations.
Đối với câu B, how many hours a week do Hoa work? Is it fewer than most workers? Thì ở đây chúng ta chia ra thành hai phần. Cái phần đầu tiên, how many hours a week do Hoa work? Chúng ta sẽ tìm ở đâu ạ? Đây. This makes her working week for about 45 hours. Cho nên câu trả lời, câu đầu tiên của chúng ta sẽ là she works about 45 hours a week. Rồi, câu kế tiếp ta hỏi là is it fewer than most workers? Thì đây câu trả lời chúng ta sẽ là no, it is more than some workers. Thì dựa vào đây mấy bạn, câu kế tiếp ha. This is more than some workers. Cho nên chúng ta sẽ trả lời giống vậy ha mấy bạn. Người ta hỏi là fewer tức là làm việc có ít hơn là những công nhân khác hay không? Hầu hết các công nhân khác hay không? Chúng ta sẽ trả lời là no, it is more than some workers. Và chúng ta sẽ dựa vào cái dữ liệu ở đây. This is more than some workers. Đối với câu C, chúng ta có thể trả lời theo ý của các bạn một cách tự do ha mấy bạn. How many hours a week do you work? Thì bây giờ câu hỏi sẽ hỏi về chúng ta ha mấy bạn. How many hours a week do you work? Is that more or fewer hours than Hoa? Thì đây là cái gợi ý của thầy ha. I work 50 hours a week. It is more hours than Hoa's. Và cuối cùng câu D. Does the writer think students are lazy? Câu trả lời sẽ nằm ở cuối bài ha mấy bạn. Students like Hoa are definitely not lazy. Câu trả lời sẽ là no, he doesn't. Lý do tại sao là no, he doesn't thì chúng ta cũng đã nghe được đúng không mấy bạn? Trong cái cách đọc của chúng ta là cái người viết này giọng sẽ là nam cho nên sẽ là no, he doesn't ha mấy bạn. Students like Hoa are definitely not lazy. Những học sinh như Hoa thì điển hình á là tất nhiên á là không có lười biếng rồi ha mấy bạn. Và đó là các câu hỏi cũng như là câu trả lời chúng ta ở phần bài 4 này ha mấy bạn. Thì để chắc rằng các bạn đã nắm rõ nội dung bài học ngày hôm nay, thầy sẽ có một cái bài tập nhỏ. Nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta thấy có 5 con số ở đây đúng không các bạn? Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống những con số này để tạo nên một câu đúng khớp với lại cái bài đọc lúc nãy ha mấy bạn. Chúng ta sẽ có 1 phút để làm ha. Và ok, một phút của chúng ta đã trôi qua ha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ mở đáp án ra, sẽ xem đáp án, check đáp án là coi chúng ta có đúng hay không ha mấy bạn. Number 1, Hoa go to school 6 days a week. Number 2, she has 5 periods a day. Number 3, she works 20 hours a week. Number 4, she has about 12 hours of homework every week. Number 5, before test, she works 45 hours a week. Phần ngữ pháp grammar của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm có những nội dung như sau. Thứ nhất, về many cộng với danh từ đếm được, much cộng với danh từ không đếm được và dạng so sánh hơn của cả hai phần many và much chúng ta sẽ có more. Few và little, đối với few cộng với lại danh từ đếm được chúng ta sẽ có fewer và đối với little cộng với danh từ không đếm được so sánh hơn sẽ là less. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai công thức chính
Ở đây chúng ta sẽ là phần gợi ý cộng với lại cái ôn tập bữa trước thôi nha các bạn. Many, must, few và little. Đây mới là phần chúng ta lưu ý. Bên đây cũng sẽ lưu ý nhưng mà cái này chúng ta sẽ ôn tập lại thôi mấy bạn. Ở phần a few, đối với công thức thứ nhất, a few cộng với lại danh từ đếm được ở số nhiều ha mấy bạn. Ví dụ chúng ta sẽ có we only work a few hours a day. A little cộng với danh từ không đếm được ha mấy bạn. Ví dụ I have a little money. Money sẽ không đếm được ha mấy bạn. Rồi, chúng ta sẽ làm quen thêm và ôn tập lại thêm 3 công thức nữa. Công thức thứ 3 chúng ta sẽ dùng để sử dụng so sánh nhiều hơn ha mấy bạn. Subject thứ nhất cộng với verb và more nhiều hơn cộng với lại danh từ đếm được ở số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Và đã nói là so sánh hơn cho nên chúng ta sẽ có từ than. Và subject thứ hai chúng ta sẽ xem qua hai ví dụ như sau. Hua's teachers work more hours than her. Tức là thầy giáo hoặc là cô giáo của Hoa sẽ làm việc nhiều giờ hơn là cô ấy. Chúng ta thấy sao more là so sánh hơn. Thì chữ hour đây chúng ta cũng có thể dùng ở danh từ số nhiều, danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Và ví dụ thứ hai chúng ta có là I have more work than you. Thì ở đây, work ở đây sẽ không còn giống như trên động từ nữa. Work ở đây sẽ dùng là danh từ. Tuy nhiên danh từ ở đây sẽ là uncountable noun, tức là danh từ không đếm được. Thì mấy bạn lưu ý more sẽ so sánh ở dạng nhiều hơn, so sánh hơn nghĩa là nhiều hơn. Và sử dụng ở cả countable noun và uncountable noun ha mấy bạn. Danh từ đếm được số nhiều và lẫn danh từ không đếm được. Công thức thứ tư chúng ta có là subject thứ nhất cộng với lại verb cộng với less ha mấy bạn. Nhìn trên đây, less sẽ là so sánh hơn của dạng little cộng với lại now ở danh từ không đếm được. Vì sao mấy bạn? Little chúng ta đã thấy cộng với danh từ không đếm được thì khi so sánh hơn của less thì vẫn là danh từ không đếm được. Và đã nói là so sánh hơn cho nên chúng ta sẽ dùng than và tiếp tục là subject thứ hai. Chúng ta sẽ có ví dụ như sau. This bottle had less water than that one. Chúng ta thấy less cộng với lại water, danh từ không đếm được ha mấy bạn. Water là nước, không đếm được. Và công thức cuối cùng chúng ta là fewer, tương tự như less. Less và fewer sẽ dùng để so sánh ít hơn, còn more sẽ dùng để so sánh nhiều hơn. Less và fewer sẽ sử dụng để so sánh ít hơn. Trong đó less sẽ sử dụng với danh từ không đếm được, còn fewer sẽ sử dụng với danh từ đếm được ở số nhiều ha mấy bạn. Công thức cũng như vậy, subject thứ nhất cộng với verb cộng với fewer và noun dạng countable noun số nhiều cộng với than và subject to. Ví dụ của chúng ta sẽ có là Hua works fewer hours than her teachers. Hoa làm việc á, đúng rồi, Hoa làm việc á thì ít giờ hơn là thầy của cô ấy hoặc là cô của cô ấy ha mấy bạn. Fewer hours, hour là danh từ đếm được ở số nhiều. Và chúng ta sẽ ứng dụng những công thức trên vào phần bài tập củng cố ngày hôm nay nhé các bạn. Exercise: complete the following sentences using more than or fewer than. Thì chúng ta có ví dụ như sau, dựa vào câu đầu tiên ha mấy bạn. He works 72 hours a week. His son works 40 hours a week. Chúng ta sẽ điền more than hoặc là fewer than ở những câu cho sẵn ha mấy bạn. Tức là sử dụng so sánh hơn hoặc là so sánh ít hơn ha. So sánh hơn với more than và so sánh ít với fewer than ha mấy bạn. Thì như ta thấy ha mấy bạn, anh ấy làm việc 72 giờ một tuần ha mấy bạn, còn con trai của anh ấy sẽ làm việc 40 giờ một tuần. Thì chúng ta có thể nói là anh ấy làm việc nhiều hơn con trai của anh ta. He works more hours than his son. Và ngược lại, con trai anh ấy làm việc ít hơn là anh ấy ha. His son works fewer hours than he. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài thứ nhất và bài thứ hai nha mấy bạn. Vì bài này cũng khá dễ và ít cho nên chúng ta sẽ sửa luôn ha mấy bạn.
Paul had 4 vacations a year. Tim has 6 vacations a year. Cho nên chúng ta sẽ nói là Hoa has fewer vacations than Tim. Đúng không các bạn? Hoa chỉ có 4 và Tim thì tới 6 lần. Cho nên Hoa có cái kỳ nghỉ ít hơn là Tim. Ha. Hoa has fewer vacations than Tim. Và ngược lại, Tim thì có nhiều hơn. Chúng ta sẽ ghi là Tim has more vacations than Hoa. Chúng ta lưu ý nha mấy bạn, vì là so sánh cho nên chúng ta phải có chữ than nữa nha mấy bạn. Rồi, tiếp tục vào câu 2. I have 20 books. My friend has 18 books. Thì my friend has fewer books than I. Và ngược lại, I have more books than my friend. Chúng ta lưu ý ha mấy bạn. Những cái danh từ ở đây như mấy bạn thấy đó, các bạn thường thường là danh từ đếm được và số nhiều, cho nên chúng ta sẽ sử dụng more và fewer, for more hoặc là fewer ha mấy bạn. Nếu mà có less ở đây thì chắc chắn chúng ta sẽ phải dùng danh từ không đếm được ha mấy bạn. Rồi, tổng kết lại bài học ngày hôm nay chúng ta gồm có gì? Thứ nhất, về phần new word chúng ta nhìn bên tay phải giùm thầy trước nha mấy bạn. Là chúng ta sẽ học về 6 từ. Thứ nhất là period, tiết học. Thứ hai, review, ôn tập bài đã học từ trước. Number 3, lazy, lười biếng. Number 4, keen, say mê, sôi nổi. Number 5, typical, tiêu biểu, điển hình. Và số 6, definitely, chắc chắn. Và bên tay trái sẽ là phần ngữ pháp, grammar. Chúng ta sẽ có 5 công thức để chúng ta ghi nhớ thôi mấy bạn. Công thức thứ nhất là a few cộng với noun, countable noun. Tức là a few cộng với danh từ đếm được ha mấy bạn, đếm được số nhiều. Number 2, a little cộng với noun, uncountable noun. A little cộng với uncountable noun ha mấy bạn. Tức là a little cộng với danh từ không đếm được. Tiếp tục, công thức thứ ba sẽ là so sánh nhiều hơn ha mấy bạn, so sánh hơn ở dạng nhiều hơn. Subject 1 cộng với verb và more cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được và đã gọi so sánh, chúng ta sẽ có than và subject thứ hai. Tiếp tục công thức thứ tư, chúng ta có subject thứ nhất cộng với verb và less. Ở đây chúng ta less với lại fewer là so sánh ít hơn ha mấy bạn. Subject 1, công thức thứ tư, subject 1 cộng với verb cộng với less và noun, danh từ không đếm được. Sau đó là than và subject 2. Tương tự với số công thức số 4, ta có công thức số 5 là subject 1 cộng với verb cộng fewer và noun, tức là danh từ, noun countable, danh từ đếm được ở số nhiều cộng với than và subject 2. Hả mấy bạn? Homework của chúng ta sẽ gồm có những công việc như sau. Thứ nhất, learn new words by heart and review grammar. Chúng ta sẽ học các từ mới ha mấy bạn, học thuộc lòng từ mới và nhớ ôn tập lại các cái công thức của bài học ngày hôm nay. Do exercise as instructed. Thì sau bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái đường link để chúng ta làm bài. Làm bài tập điểm danh đấy mấy bạn nhớ làm bài tập. Và repair unit 7 to work up work B1 and 4. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 7, the work up work, phần B, B1 và 4. Các bạn sẽ chuẩn bị bài mới ngày hôm đó nhé. Rồi, bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mấy bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và tạm biệt.